mến chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực hôm nay qua giọng đọc đầy lôi cuốn và truyền cảm của mc anh khôi mới sáng sớm tiếng cãi nhau inh ỏi ở ngoài đường làm cho tôi tỉnh giấc tôi lấy cơ thể đang còn ngáp ngủ của mình đi ra ngoài để xem thử có chuyện gì xảy ra này đi đứng kiểu gì vậy hả mắt bị mù à dạ dạ em xin lỗi chị em đang vội đi có việc trời ạ à, mới mua được chục trứng gà tươi tính mang cho thằng con trai mà giờ lại bể tan tành thế này rồi với lại cái chân tôi đang đau lại bị tông thế này không biết có bị gì không đây hết bao nhiêu em đền ạ cô nghĩ có tiền là xong hả cứ cậy mình có tiền là muốn làm gì thì làm à dạ em em không có ý đó em chỉ muốn đền thiệt hại cho chị thôi ạ à? với lại em cũng đang rất bận không thể đứng đây đôi co với chị mãi được một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đang cố gắng giải hòa với thím năm hàng xóm nhà tôi thấy bầu không khí căng thẳng nên tôi trở thành người hòa giải tôi bước đến nhìn thím năm nhỏ nhẹ nói thím ơi đằng nào người ta cũng xin lỗi và muốn đền tiền rồi thì mình cho người ta đi đi ạ à? chứ mới sáng ra mà làm lớn chuyện cũng không hay ạ à? ơ ờ, hoa con về lúc nào đấy mà chuyện này thím không cho qua đâu phải làm lớn chuyện lên thì con này nó mới không còn hống hách nữa khuôn mặt người phụ nữ nhăn nhúm lại như sắp khóc sáng ra em vừa đi công tác về thì nghe tin con bị ngộ độc đang nằm trong viện nên mới chạy nhanh như vậy chị chị thương tình chị cho em đi hết bao nhiêu em đưa ạ à? thím năm bỗng im lặng một lúc giọng điệu cũng không bớt đanh đá hơn. Thím hạ giọng nói: "Thật không? Hay là lại tìm cớ để trốn đấy? Chị ơi, mình là bậc làm cha làm mẹ, chẳng ai lại đem chuyện con cái mình bị bệnh ra để đùa giỡn đâu ạ." À? "Ừ, thì." Thím năm lưỡng lự. "Tôi thấy hoàn cảnh của người phụ nữ tội nghiệp nên cũng dù lòng thương. Khuyên thím." "Thím ơi, thôi thì mình để cô ấy vào thăm con đi ạ." À? chắc cô ấy không cố ý đâu lát nữa con đưa thím đi khám nha thấy tôi nói thế thím nằm cũng xuôi lòng gật đầu đồng ý người phụ nữ vui vẻ cảm ơn dối rít rút trong ví ra một sấp tiền và một tấm danh thiếp nhỏ nhẹ nói chị ơi em gửi chị ít tiền để đi khám ạ à. còn đây là danh thiếp của em có gì thì chị cứ liên lạc cho em ạ à thím năm nhìn số tiền trong tay người phụ nữ thì mắt sáng rỡ lên miệng vui vẻ cười chà chà cô đây hào phóng thế nhưng mà tôi không cần nhiều thế đâu dạ chị ơi đây là tấm lòng của em chị cứ cầm lấy cho em mừng ạ à. chuyện vừa nãy mình vui vẻ bỏ qua chị nha ừ chuyện không ai muốn mà thôi cô đi đi kẻo muộn vâng em cảm ơn người phụ nữ lên xe đi khỏi tôi bắt đầu chú ý đến cái danh thiếp trên tay thím năm giám đốc lê mai anh công ty sao nam tôi đọc đến đó thì sửng sốt không ngừng không ngờ người phụ nữ kia lại có lai lịch ghê gớm như vậy bởi công ty sao nam là công ty rất nổi tiếng ở đây chuyên về nội thất nhà ở đây cũng là công ty mà tôi sẽ ứng tuyển vào làm mọi chuyện lại tình cờ như vậy sao? Thấy tôi cứ đứng đờ ra, thím năm hỏi han. Này hoa, sao mà cứ thẫn thờ thế kia? Dạ, cháu có biết người phụ nữ kia ạ? Cô ấy giàu và giỏi lắm. Ui dào, nhìn vào số tiền nó đưa thì cũng đủ hiểu. Tính ăn vạ một tí mà kiếm được nhiều ghê đấy. Thế, thế là thím không bị gì hả? Sao lại già bộ đau đớn thế kia? con còn non và xanh lắm hoa ơi mình phải làm thế thì mới có tiền chứ trời ạ à, thím làm vậy là thất đức lắm đấy có gì thím trả lại tiền cho người ta đi tao đâu có ngu tiền đến tay còn trả lại là sao mà cô ta tự nguyện mà thím đâu có ép thím thím thật là mà thôi đừng nói đến chuyện này nữa mày chịu khó chở cô ra quán đậu hù của mẹ mày đi cô mua một ít về nấu thôi cháu không chở cô đâu chân cô bình thường mà chở tao rồi tao cho tiền mẹ mày cũng đang chật vật bán đậu ngoài kia kìa cháu cháu đi không tao mà nhờ người khác thì mày hết phần đó nha thế để cháu chở thím đi vậy có gì cháu ra phụ mẹ luôn tôi vào nhà dắt vội chiếc xe đạp rồi chở thím năm ra chợ tuổi thơ của tôi gắn liền với gánh đậu hũ của mẹ bố tôi mất sớm do căn bệnh hiểm nghèo năm tôi lên sáu mẹ bắt đầu làm đậu để bán rồi nhờ vào những đồng bạc lẽ ấy nuôi tôi lớn khôn ký ức tuổi thơ của tôi ùa về trong khoảnh khắc ấy đôi mắt tôi bỗng rưng rưng thương cho số phận lam lũ của mẹ và tuổi thơ đầy bất hạnh của tôi vừa đến chợ thím năm đã nhanh chóng chạy đến quầy thịt bò để mua còn tôi cất gọn xe vào trong góc rồi đi ra cuối chợ để tìm mẹ. mới sáng nhưng chợ đã đông đúc người, kẻ buôn người bán vô cùng tấp nập. mẹ tôi mặc chiếc áo đã sờn hết màu, ngồi thu mình một góc, dáng vẻ khắc khổ ấy khiến ai nấy cũng đều xót thương. mẹ, mẹ ơi, mẹ hết sức ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi. mẹ nói, hoa, còn ra đây làm gì thế? Không ngủ thêm chút đi con, mới từ xa về mà. Già, dạ, con ngủ đủ rồi mẹ ạ. À. Mà sáng ra nhiều người mua chưa hả mẹ? Ừ, thì cũng được. Chắc tầm 8 giờ là hết đấy. Con về ngủ đi, lát mẹ về, mẹ mua đồ ăn sáng cho. Con muốn ở đây với mẹ cơ. Đường nào về cũng không ngủ được nữa. Ừ, thế thì ngồi đây với mẹ mẹ nhường tôi cái ghế duy nhất còn mẹ thì tìm cục đá để ngồi nhìn thế nước mắt tôi chảy dài mẹ ngồi đi con ngồi dép cũng được mà ai lại để công chúa của mẹ ngồi thế được đau lưng lắm thế mẹ ngồi thế không đau lưng ư mẹ quen rồi ấy mà mẹ tôi ôm lấy mẹ cảm động không ngừng mẹ luôn yêu thương tôi nhiều như vậy tôi phụ mẹ bán đến khi hết hàng nhìn số tiền thu hoạch được mẹ hớn hở chà hôm nay vừa hết sớm lại được nhiều tiền con gái mẹ đúng là thần tài mà do mẹ làm đậu ngon nên người ta mới mua nhiều đó hôm sau con mà có tiền con sẽ mở cho mẹ một quán ở nhà luôn đỡ phải đi xa xôi mệt mỏi ừ mẹ chờ con hai mẹ con tôi cười nói vui vẻ rồi nhanh chóng dọn đồ về thím năm không biết ở đâu đi đến miệng cười tươi chà hết sớm vậy chị minh em đang tính mua ít về nấu cơ mà hôm nay không hiểu sao chứ toàn người mua ba bốn miếng nên xong sớm có gì thím năm muốn ăn thì ở nhà tôi vẫn còn hai miếng để dành đấy thím ghé mà lấy ôi chao thế còn gì bằng nữa để lát em sang lấy. Mà em gửi chị tiền đậu. Em nợ mấy bữa trước luôn. Chứ để lâu lại quên mất. Lo gì hả thím? Mình hàng xóm của nhau mà. Chị cứ tính cho em đi. Hôm nay em đang sẵn tiền. Ừ, để chị tính cho thím. Mẹ tôi lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ. Đây là quyển ghi lại hết những ai đã nợ mẹ. Nhìn vào số lần thím năm mua mà không trả tiền. Tôi ngán ngầm lắc đầu. Thím Năm cũng giàu có mà sao mua lần nào cũng nợ là sao nhỉ? Đúng thật là không hiểu được. Sau một hồi tính toán, mẹ tôi nhỏ nhẹ nói: "Của thím mua hết 40 miếng, hết 80.000." "Vậy hả? Ui chao, không ngờ em mua cũng nhiều phết nhỉ. Để em gửi chị." Thím Năm lấy cục tiền mà người phụ nữ hồi sáng đưa cho, rút ra tờ 100 mấy tinh. "Em gửi chị nha." tôi nhận để tôi thối tiền cho thím nhé thôi chị cứ cầm lấy đi khi nào em mua thì trừ vào cũng được thế cũng được mà thím mới trúng số hả tiền đâu mà nhiều thế kia thím ta cười to đầy sảng khoái ha ha lộc từ trên trời rơi xuống ấy mà mà thôi em về nhà chị em còn phải mua nhiều thứ lắm ờ thím về nhà Thím năm quay mông bước đi. Thím cười một cách đầy sảng khoái. Đi một đoạn rồi mà nụ cười ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi cảm thấy khó chịu cực kỳ. Người đâu mà mặt dày thế không biết. Đã lươn lẹo, lừa lọc rồi còn không biết đường giấu đi. Nay lại cầm tiền đi khoe khắp nơi. Đúng là cạn lời mà. Thấy tôi nhăn mặt, mẹ hỏi thăm. Hoa sao đấy con? Mặt sao lại nhăn nhó thế kia? mệt ở đâu hả con không ạ à, con không mệt chỉ là con thấy thím năm cứ thích khoe khoang còn thấy không thích thôi kệ đi con tính người ta thế mình đừng quan tâm làm gì cho mệt người ra vâng thôi mình dọn dẹp rồi về nha con về mẹ sẽ nấu cho con một bữa cơm thật ngon ăn xong là vui vẻ liền dạ tôi nhìn mẹ với ánh mắt đầy vui vẻ Dọn dẹp một lúc thì cũng xong, tôi đòi phụ mẹ gánh đồ về, nhưng mẹ không muốn tôi mệt nên cứ kêu tôi đạp xe về trước. Tôi nhất định không chịu, nên hai mẹ con chúng tôi quyết định, mẹ sẽ gánh đồ còn tôi thì dắt xe đi bên cạnh. Cả hai vui vẻ, cười nói suốt chặng đường đi, ánh mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, mang đến không khí thật ấm áp, chan hòa. Cảm giác đi trên con đường làng có mẹ đồng hành thật là hạnh phúc ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Về đến nhà, tôi được mẹ nấu cho một bát bún gà thơm phức. Chiếc bụng đói không chịu được mà reo lên ỏng ọc. Hoa này, ăn nhiều vào nha con. Dạo này về thấy gầy hơn nhiều đó. Đâu có đâu mẹ, con vẫn vậy mà. Mà học xong rồi, con tính kiếm việc ở đâu? Ở Hà Nội làm hay là kiếm việc ở nhà cho gần? Dạ, lần này con về là để ứng tuyển vào công ty sao Nam Á mẹ nếu được thì con sẽ ở gần mẹ hơn sao Nam hả có phải công ty gì nổi tiếng ở tỉnh mình được lên TV đó phải không con vâng ạ à, nếu được con sẽ làm ở thành phố có ký túc luôn cuối tuần con sẽ về thăm mẹ ôi chao được thế thì còn gì bằng. con cố gắng nhé vâng ạ à, con sẽ cố gắng ạ à mẹ nhường cho tôi cái đùi gà to. Tôi vui vẻ nhận lấy, ăn đến căng cả bụng. Ăn xong, tôi phụ mẹ dọn lại nhà. Đang phụ mẹ thì tôi thấy thím năm lùi thủi đi về với bộ quần áo sộc xệch và đầu tóc rối bù. Mặt của thím còn bị chảy xước, chảy máu. Tôi hốt hoảng chạy ra hỏi thăm. Thím, thím bị gì vậy? Sao trông lại thảm thương thế này? Hoa ơi! Thím bị cướp nó giật lấy túi. Mất mất hết rồi. Thím Năm bật khóc nức nở, tôi bối rối không biết làm gì. Lúc này, mẹ tôi cũng vội vã chạy ra, thấy thím Năm như vậy, mẹ nhanh chóng gọi thím vào nhà ngồi nghỉ, uống miếng nước. Thím bình tĩnh lại, vào nhà tôi đi, có gì nói tôi nghe. Lỡ may tôi giúp được thím. Ôi dào, sao mà giúp được cơ chứ? Thôi cứ vào đây đã, uống miếng nước cho khỏe người. Chứ đứng khóc ngoài đường thế này, người ta nhìn người ta lại cười cho. Thấy mẹ tôi nói có lý, thím năm lau nước mắt, rồi nhanh chóng đi vào. Thím uống ừng ực, một lúc thì cốc nước hết sạch. Thím ổn hơn chưa? Em ổn hơn rồi. Thế có chuyện gì? Kể tôi nghe xem nào. Mẹ kiếp, cứ nghĩ đến là thấy bực mình, Hóa ra, hôm nay sau khi trả tiền cho mẹ tôi xong thì thím quyết định sẽ đi mua quần áo ở làng bên. Đang đi trên đường thì thím bị một tên mặc quần áo đen, chùm kín mít lao tới. Hắn giật túi rồi bỏ chạy mất. Thím hớt hải đuổi theo, thì không may trượt chân, rơi xuống bờ ruộng. Quần áo, đầu tóc lấm lem hết. Kể đến đây, thím năm đôi mắt đỏ au, tay đấm mạnh lên bàn, em mà biết tên đó là ai em cho nó biết tay sao thím không đi báo công an đi lỡ may bắt được thì sao em báo rồi nhưng họ nói cái này tìm ra cũng khó bởi khi đó đường thì vắng lại không có ai làm chứng họ cho em đi về chờ kết quả mà em biết chờ đến khi nào trời ơi tiền của tôi chia buồn cùng thím nha nhưng mà ở đây đã có khi nào có trộm cướp đâu nhỉ cũng tại em hồi sáng có tiền kết là cầm đi khoe khắp nơi chắc có người thấy nên nổi lòng tham đây mà má nó còn chưa kịp tiêu nữa đây cũng là bài học cho thím đấy chán ghê mà chị cũng đừng kể cho ai nghe nha em xấu hổ lắm thím yên tâm tôi không nói đâu thôi em về đây còn lo cơm nước cho lão chồng nữa nó mà biết vụ này em cũng xong đời ờ ừ, thím về nha mà có lấy đậu về nấu không tôi còn hai miếng này thôi em không lấy đâu chỉ để đó mà ăn thím năm đi về với khuôn mặt buồn não nề tôi nghe xong câu chuyện thì càng thấm thía những lời mà ông cha đã từng nói đúng là tham thì thâm mà đến trưa tôi được mẹ nấu cho món đậu phụ sốt cà chua ăn kèm với bát cà pháo tôi ăn miếng đậu mà cảm giác như nó tan ra trong miệng tôi không kiềm chế được mà thốt lên ngon quá mẹ ơi miếng đậu nhà mình khác hẳn với những hàng quán ngoài kia ngon đúng không dạ quá ngon luôn ấy tay nghề của mẹ càng ngày càng đỉnh con lại khen mẹ quá rồi con nói thật mà kiểu này mà lên thành phố bán chắc chắn đông khách lắm mẹ chỉ thích ở đây thôi mỗi ngày kiếm tiền sống an nhiên vui vẻ chứ lên thành phố ồn ào náo nhiệt cạnh tranh mẹ không thích nghi được thế để chờ khi nào con già con chán sống ở thành phố rồi con về mẹ truyền lại bí quyết cho con để con bán nha mẹ ờ được được thôi tôi và mẹ nhìn nhau đầy hạnh phúc bữa cơm vui vẻ diễn ra tôi ăn liền mấy bát Cơm trong nồi cũng không còn hạt nào. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, trong khi bạn bè tôi muốn ở lại Hà Nội lập nghiệp thì tôi lại chọn quay trở về quê hương. Tôi muốn được cống hiến sức trẻ cho quê hương và được gần mẹ mình hơn. Bốn năm học ở trên Hà Nội, tôi rất ít khi về nhà, bởi tôi bận rộn vừa học vừa làm. Đến khi tốt nghiệp rồi, tôi mới có thời gian để thư giãn và về nhà, cảm giác được về nhà, ăn cơm mẹ nấu có lẽ là cảm giác hạnh phúc nhất mà mỗi người xa quê đều mong muốn. Tối hôm đó, tôi nằm ôm mẹ, ngủ một giấc thật ngon. Hơi ấm của mẹ khiến tôi cảm thấy như được vỗ về và như trở về thời còn thơ bé. Ánh mặt trời chiếu sáng qua những tán cây, chiếu thẳng vào khung cửa sổ. Tôi choàng tỉnh dậy thì thấy mẹ đã đi từ lúc nào. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình khi thấy đã hơn 7 giờ sáng tôi vội vã thay đồ và tắm rửa bởi hôm nay tôi có hẹn với đứa bạn chúng tôi quyết định sẽ lên thành phố chơi và tham quan công ty sao nam đang trang điểm thì điện thoại tôi vang lên alo hoa à xong chưa mày tao sắp xong rồi nhanh lên nhá từ đây lên thành phố hơn hai tiếng đấy ra sớm còn bắt xe nữa ừ ừ tao xong rồi đây mày đang ở đâu rồi? Đang đi qua nhà mày đây. Tôi nhanh chóng tô son rồi ra ngoài. Vừa bước ra thì đã thấy Nhiên đứng đó. Cô bạn nở nụ cười tươi giói. Chà, hoa dạo này xinh vậy ta. Gái Hà Nội có khác. Thôi, tao xin. Mày đừng chiêu tao nữa. Mà giờ tao cũng có ở trên đó nữa đâu mà. Ha à, ha, tính ra mày về đây làm. Tao vui quá có bạn đồng hành tao về mày bất ngờ không bất ngờ chứ mấy ai từ bỏ hà nội để về quê đâu nhưng mà tao thấy quê mình cũng phát triển mà có công ty sao nam nổi tiếng thế kia ừ cũng phát triển nhưng mà trên thành phố thôi với lại cũng chỉ có công ty ấy là được nhiều người biết chứ còn lại cũng chỉ toàn công ty bé à tao tính xin vào đó làm mày à thật ư? Nghe nói công ty kia tuyển khó lắm đấy. Nhưng mà tao tin mày làm được. Ừ, tao cũng nghe nói như thế. Nhưng tao vẫn sẽ cho mình cơ hội. Được, tao ủng hộ mày. Tôi và Nhiên là bạn thân từ cấp 1 đến giờ. Tuy sau này, tôi có lên Hà Nội học. Cả hai cách xa nhau nhưng tình cảm vẫn rất thân thiết. Về quê mà có nó thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ cảm thấy buồn nữa. Chúng tôi gửi xe đạp điện ở nhà người quen của Nhiên rồi nhanh chóng ra trạm xe buýt để bắt xe lên thành phố. Sau 10 phút chờ đợi thì tôi và Nhiên cũng lên xe. Cả hai vui vẻ díu dít không ngừng, mong chờ được thưởng thức những món ăn ngon. Cả ngày hôm đó, tôi và Nhiên ăn rất nhiều món. Bánh tráng, chè, xôi, khiến cả hai no căng bụng. Sau khi đã lấp đầy bụng, tôi và Nhiên tìm đường đến công ty sao nam. Đường đến công ty rất dễ kiếm. Nó được xây dựng ở vị trí đắc địa, đông đúc người qua lại. Nhìn những người nhân viên của công ty bước đi đầy tự tin, ai nấy cũng rất xinh đẹp. Tôi ước mình cũng là một thành phần trong đó. Hoa này, công ty này xịn nhỉ. Tòa nhà cao chót vót. Ờ, ừ, đúng là như lời đồn mà. Mà mày đã nộp hồ sơ chưa? Đợt này nghe nói họ tuyển có 10 người thôi đấy không nhanh là mất suốt đấy. Tao đang làm hồ sơ, chắc mai mốt tao nộp. Đi tham quan kiểu vậy, có động lực hơn phải không? Tất nhiên rồi, tao mà được làm trong này, tao sẽ mời mày đi ăn một bữa thịt nướng. Hứa nhé, hứa. Sau khi trở về nhà, tôi kể cho mẹ nghe về chuyến đi của mình. Mẹ vui vẻ không ngừng. Mẹ nói, nhìn con gái mẹ đi chơi vui vẻ như vậy, mẹ mừng lắm hôm nào con ổn định con dẫn mẹ đi chơi nha mẹ chờ đến ngày đó lắm tôi mang trong mình một quyết tâm mãnh liệt tôi sẽ cố gắng làm việc và lo cho mẹ những điều tốt nhất hồ sơ cũng đã làm xong tôi hớn hở đi nộp nhìn bộ hồ sơ chị tuyển dụng bảo tôi về nhà đợi nếu được thì công ty sẽ gọi điện để hẹn phỏng vấn mấy ngày chờ đợi kết quả là những ngày tôi lo lắng và mất ngủ nhất tuy tôi rất tự tin vào hồ sơ của mình nhưng hiện tại công ty có rất nhiều ứng viên đến để nộp hồ sơ tỷ lệ cạnh tranh rất cao cơ hội được dành cho những ai xuất sắc nhất hôm nay khi đang nói chuyện với mẹ thì tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ tôi nhanh chóng bắt máy alo alo chị hoa đúng không ạ vâng tôi là hoa đây Chúc mừng chị đã vượt qua vòng một của đợt tuyển dụng của công ty Sao Nam lần này. Mời chị 14 giờ chiều ngày 23 tháng này đến công ty để phỏng vấn ạ. À. Vâng, em cảm ơn ạ. À. Điện thoại tắt, tôi hét lên đầy sung sướng. Mẹ tôi thấy thế thì ôm chầm lấy tôi. Đôi mắt rừng rưng. Làm tốt lắm con gái. Tôi cũng xúc động mà chảy nước mắt. Cảm tạ ông bà đã phù hộ cho con để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tốt nhất, tôi đã đi mua bộ quần áo và đôi giày mới. Tôi nghĩ mình càng chỉnh chu, chuyên nghiệp thì cơ hội đậu sẽ nhiều hơn. Tôi cũng đứng trước gương để tập nói chuyện để nói rõ ràng, rành mạch, không bị run. Cơ hội tuyệt vời này, chắc chắn tôi sẽ không để nó bị trôi qua lãng phí được. Ngày phỏng vấn đã đến, mẹ nấu cho tôi một mâm cơm toàn màu đỏ để ăn. Nào là sôi gấc, chè đậu đỏ dưa hấu tôi nhìn mà cảm động không ngừng ăn nhiều vào con nhé nghe nói ăn những thứ màu đỏ thì sẽ may mắn đó vâng ạ à, con sẽ ăn thật nhiều ạ à. hôm ấy mẹ cũng nghỉ bán một hôm để ra tiễn tôi lên xe tôi hứa với mẹ lần này chắc chắn sẽ thành công đến nơi tôi được sắp xếp ngồi chờ ở ngoài với hơn 10 ứng cử viên khác tôi hồi hộp toát hết mồ hôi Bên cạnh tôi là một anh chàng trông rất sáng sủa và đẹp trai. Anh bắt chuyện với tôi trong lúc chờ đợi để bớt căng thẳng. "Chào bạn." "Chào, bạn ở đâu đến đây?" "À, nhà tớ ở dưới Quỳnh Xuân lên đây." "Thế chúng mình cũng gần nhau đấy, cách có hơn 10 cây thôi." "Thật ư? Trùng hợp nhỉ." Anh nhìn vào thẻ tên của tôi rồi nói tiếp. "Hoa, tên cậu đẹp như người ấy nhỉ." cảm ơn nha tôi cũng nhìn vào thẻ tên của anh và biết rằng anh tên mạnh cả hai trò chuyện một lúc thì cũng đến lượt tôi lúc tôi vào phỏng vấn mạnh đã cười tươi và chúc tôi may mắn nhờ có anh mà tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn hẳn tôi bước vào phòng người đầu tiên tôi gặp chính là người phụ nữ hôm nọ cô mai anh có lẽ cô ấy không nhận ra tôi đâu nhưng vì đã gặp và biết từ trước nên tôi không còn cảm thấy sợ hãi nhiều nữa. Tôi tự tin trả lời hết tất cả câu hỏi mà ban phỏng vấn đưa ra. Lúc đi ra, cô Mai anh có nói, "Cô Hoa đây có biểu hiện rất tốt, rất mong được có cơ hội làm việc cùng." Vâng ạ." À, tôi như mở cờ trong bụng, vui vẻ không ngừng. Lúc Mạnh đi vào, tôi cũng không quên chúc anh may mắn, nếu có duyên, cả hai sẽ gặp lại đúng như dự đoán tôi đã đậu phỏng vấn và công ty hẹn ngày mai sẽ đi làm luôn cảm giác chạm vào được điều mình mong ước khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng mẹ tôi nấu một mâm cơm thịnh soạn để mời bà con láng giềng đến ăn coi như để chúc mừng tôi bầu không khí buổi tiệc diễn ra đầy vui vẻ mẹ tôi được mọi người khen là đẻ con khéo nên mẹ mừng lắm cười tít cả mặt tôi lấy điện thoại gọi cho nhiên cô bạn tôi hét lên đầy sung sướng rồi tôi hẹn nhiên đi ăn thịt nướng như lời đã hứa. Năm 23 tuổi, tôi đã có một công việc mà mình yêu thích. Vì là nhân viên của công ty nên tôi được sắp xếp ký túc cho tiện làm việc. Tôi vui vẻ dọn đồ đến ở. Ký túc với đầy đủ tiện nghi khiến tôi thích thú không ngừng. Công ty thật sự là có phúc lợi rất tốt cho nhân viên mà. Tôi đã chọn đúng công ty rồi. Ngày đầu đi làm, tôi cũng bắt gặp Mạnh ở đó cả hai vui vẻ chào nhau chào hoa nha chúng ta có duyên quá nhỉ thật nhỉ rất vui vì được làm việc với mạnh tớ cũng vậy tôi được sắp xếp làm việc ở bàn gần phía cửa sổ ở đây tôi có thể nhìn ngắm toàn thành phố và tận hưởng cảm giác thoải mái tôi nhanh chóng hòa hợp với môi trường công ty và thân thiết với mọi người ở đây trong đó tôi thân thiết nhất với mạnh bởi cả hai đều là người mới nhà cũng rất gần nhau thời gian cứ thế trôi đi chúng tôi trở thành những người bạn rồi nhanh chóng làm người yêu của nhau ngày anh tỏ tình tôi tôi như thể mình là người hạnh phúc nhất thế giới mạnh đeo lên tay tôi chiếc vòng bạc đắt tiền và trao cho tôi bó hoa hồng đỏ thắm có chị đồng nghiệp đã hỏi tôi rằng vì sao tôi lại yêu anh mà là không phải người khác tôi đã mỉm cười và trả lời rất dứt khoát bởi anh ân cần, chu đáo, giỏi giang, lương thiện và anh chính là định mệnh của đời tôi. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi được mọi người trong công ty ủng hộ không ngừng. Ai cũng mong muốn được ăn kẹo hỉ của tôi và Mạnh. Ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau, anh dẫn tôi đi nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây. Tôi ôm anh vào lòng và trao anh những lời nói ngọt ngào. Anh à, cảm ơn anh đã đến bên em và cho em tình yêu tuyệt vời ấy nhờ có anh mà cuộc sống em trở nên đầy màu sắc anh à mình hãy ở bên nhau một năm hai năm mười năm và mãi về sau anh nhé mạnh trao tôi nụ hôn say đắm cả hai như thể hòa làm một đêm ấy tôi đã trao anh tấm thân trong trắng của mình với ước muốn tương lai anh sẽ làm chồng tôi nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu lường trước được gì ngày mà tôi đau khổ cũng đang dần đến công ty hôm nay sẽ có hai bạn nhân viên mới đến làm. Theo như thông tin mật thì một trong hai cô gái này là cháu gái của chủ tịch. Vào đây làm việc để xem tình hình. Rồi sau đó sẽ được lên làm giám đốc bộ phận. Cả đám chúng tôi nhao nhao cả lên. Ai cũng hồi hộp để gặp hai nhân viên mới. Mới sáng ra, trưởng phòng đã cho người trang trí lại toàn căn phòng. Mua rất nhiều bánh kẹo và nước uống. Có lẽ chính trưởng phòng cũng muốn lấy lòng cô cháu gái của chủ tịch này cả hai cô gái đã xuất hiện cả hai đều rất năng động và tự tin sau khi trưởng phòng thông báo về người mới thì cả hai nhanh chóng giới thiệu về mình xin chào mọi người em tên là ly em mới ở bên nước ngoài về và may mắn được làm việc ở công ty mình rất mong mọi người giúp đỡ ạ tiếng vỗ tay vang lên ai cũng tò mò không biết đây liệu có phải là người trong tin đồn hay không nhân viên thứ hai cũng vui vẻ giới thiệu xin chào mọi người em tên là nhung em cảm thấy được làm việc ở công ty mình là một điều rất tuyệt vời mong sẽ học hỏi được nhiều từ anh chị ạ à. buổi tiệc chào đón nhân viên mới kết thúc mọi người đều giải tán và quay về bàn làm việc của mình tôi được phụ trách sẽ hướng dẫn nhung còn mạnh sẽ là ly cả hai chúng tôi rất vui vẻ chỉ dạy người mới nếu bộ phận có thêm nhiều nhân tài thì công việc sẽ giải quyết nhanh chóng và tốt hơn rất nhiều vì đều rất xinh đẹp và hòa đồng. Nên Ly và Nhung đều được tất cả mọi người quý. Nhưng Ly có phần nhỉnh hơn, bởi cô được đồn là cháu gái của chủ tịch. Mỗi ngày đi làm, Ly đều khoác lên mình những bộ đồ sang chảnh, uống cà phê đắt tiền. Hàng ngày đều có xe sang đến đón. Ly cũng rất hào phóng khi bỏ tiền ra để mời mọi người trả sữa và đồ ăn vặt. Trái với Ly, Nhung lại có vẻ khép mình và giản dị hơn cô đi làm bằng xe máy ăn cơm bình dân mặc quần áo như những người trong công ty khác có lẽ một người như nhung sẽ không phải là một cô tiểu thư nhà giàu rồi nhưng sau một tháng sự thiên vị đã thấy rõ khi ly luôn nhận được những công việc nhẹ nhàng còn nhung lại cắm mặt vào những dự án khó tôi là người phụ trách đào tạo nhung khi thấy sự bất bình ấy tôi muốn đứng lên bảo vệ nhung nhưng cô ấy bảo tôi không cần làm vậy và tự mình làm hết mọi việc có những hôm công ty đã về hết nhung vẫn lủi thủi ở lại làm tôi thương người nên cũng tăng ca cùng nhung tình cảm hai chị em cũng dần thân thiết về phía ly vì mạnh là người trực tiếp đào tạo ly nên cả hai thường xuyên nói chuyện và đi với nhau tôi cảm thấy rất khó chịu và ghen tuông nhưng công tư phân minh tôi không thể để tình cảm lấn áp công việc được Tôi cố gắng lờ đi và tiếp tục công việc của mình. Cuối tuần đã đến, tôi có hẹn mạnh đi xem phim nhưng anh bảo bận và từ chối đi. Tôi buồn rầu không ngừng. Vì vé xem phim đã đặt từ trước nên tôi rủ Nhung đi cùng. Rất may, cô ấy đã đồng ý. Nhung nói sẽ đến đón tôi nên tôi vui vẻ chờ Nhung. Lúc này, điện thoại vang lên. "Chị Hòa ơi, em đến rồi ạ." Ừ để chị xuống nha tôi đi xuống thì hoàn toàn xứng người với những gì mình đã nhìn thấy nhung bước ra từ chiếc ô tô sang trọng có tài xế lái xe riêng nhung mặc trên mình chiếc áo hàng hiệu gần chục triệu giày adidas hơn hai mươi triệu đây đều là những mẫu mới ra mắt số lượng có hạn tôi cũng là đứa thích thời trang nên hay quan tâm đến quần áo Này thấy nhung mặc như thế tôi cứ ú a à ú ớ nhung nhung em em hôm nay khác quá à thì tại vì đi chơi nên em lồng lộn tí ấy mà thế còn chiếc xe kia của ai dạ của em á em mới mua tháng trước trời chị không ngờ là em giàu vậy luôn đó sao lúc ở công ty em giản dị lắm mà đi làm mà chị ăn diện quá không hay ông em cũng dặn em phải khiêm tốn chị ạ à. Trời ơi. Thế, thế hóa ra em là cháu gái của chủ tịch. Nhung mỉm cười gật đầu. Tôi hoàn toàn không ngờ đến trường hợp này. Quả thật, có những chuyện mình không thể nhìn qua vẻ bề ngoài được. Mà chị đừng nói chuyện này với ai nhé. Em không thích bị làm phiền ạ. À? Ờ, chị không nói với ai đâu. Thế mình đi xem phim thôi chị. Mình đi thôi. Đây là lần đầu tiên Tôi được ngồi trên chiếc xe sang trọng như vậy. Tôi vui vẻ tận hưởng. Có vẻ chị rất thích xe này thì phải. Tôi ngượng ngùng trả lời. Nếu em hỏi 10 người thì 10 người sẽ đều nói thích cho xem. Em mua xe này hết bao nhiêu? 8 tỷ ạ. À? 8 tỷ? Tôi nghe con số mà muốn ngất ra tại chỗ. Số tiền này. Không biết cả đời tôi có tích góp được không nữa. Xe này vẫn đang ít tiền mà chị ở nhà em còn nhiều xe đắt hơn cơ đúng là không nên nói chuyện về tiền bạc với người giàu bởi bạn sẽ bị sốc bởi những con số ấy tôi hoàn toàn có cái nhìn khác về nhung cô không hề giống với những tiểu thư chảnh chọe ngoài kia nhung hòa đồng thân thiện vui vẻ thật may mắn khi tôi có được cô đồng nghiệp chất lượng như vậy cả hai chúng tôi đi xem phim sau đó rủ nhau đi ăn lẩu nhung đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng tôi tận hưởng bữa ăn một cách tuyệt vời khi tôi muốn chia tiền ăn thì nhung phán một câu chị mời em xem phim rồi thì hãy để em mời cơm chị nhưng mà ở đây đắt lắm một mình em chả có được không tất nhiên là được rồi chị nghĩ em là ai nói đến đây tôi cũng đành im lặng để cho nhung trả nhung rút ra chiếc thẻ đen đưa cho phục vụ tôi bên cạnh lóa hết mắt Đúng là người có tiền rất biết cách thể hiện đẳng cấp. Lúc chúng tôi sắp đi về thì bắt gặp Ly đi vào nhà hàng với một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, cả hai cuốn quýt với nhau không ngừng. Giọng nói của Ly ngọt ngào như rót mật vào tai. "Anh yêu, em muốn ăn bít tết." "Được, được, cục cưng thích gì anh chiều." Vì chúng tôi ngồi ở trong góc nên hình như Ly không nhận ra. Nghe những lời Ly nói, tôi nhận ra được điều gì đó, nhung bên cạnh cười khỉnh nói, hóa ra cũng chỉ là loại ăn bám đàn ông mà thôi, ở công ty thì tỏ vẻ sang chảnh lắm, nhục mặt, nhung này, kệ nó đi em, mình về đi, nó sống thế có ngày cũng bị đánh cho mà xem, ha, à, vâng về thôi chị, hai chị em chúng tôi ra về, vẫn không ngừng bàn tán về ly, quả thật Ly đã tạo cho mình một vỏ bọc rất hào nhoáng khiến mọi người chẳng thể nhìn ra. Sáng nay đi làm, Ly vẫn như mọi hôm, mặc trên mình toàn đồ hiệu, vui vẻ chào mọi người. Ai nấy đều khen cô xinh đẹp và thời thượng. Chỉ có tôi và Nhung là im lặng, vẻ mặt chẳng ưa nổi. Đang làm việc thì bên ngoài có tiếng hét làm cho mọi người giật mình. Một người phụ nữ béo ú, tầm 40 tuổi bước vào, giọng chua ngoa con ly đâu ra đây tao biểu ly trốn ở dưới bàn với vẻ mặt lo sợ ra không nếu tao tìm được tao đánh chết cả căn phòng hỗn loạn bảo vệ cũng nhanh chóng chạy tới để kéo người phụ nữ kia ra người phụ nữ đi khỏi ly mới chịu đứng dậy khuôn mặt cô xám xịt cắt không còn giọt máu ly chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt mọi người xôn xao không ngừng chuyện gì vậy nghe như chuyện lớn ấy nhỉ ly làm gì mà đắc tội với người đàn bà điên kia vậy đúng là sợ quá mà này khẩu khí thế kia giống như là đi đánh ghen ấy đánh ghen chị my hét toáng lên làm ai nấy đều giật mình theo có lẽ điều ấy là sự thật chăng ồn ào là thế nhưng ly bước ra thì không còn ai dám ho he gì nữa im lặng mà làm việc đến lúc tan làm mọi người đều hí hửng đi về ai ngờ vừa bước ra công ty thì chứng kiến một sự việc chấn động một đám người đứng đó toàn là những người cao to béo ú đứng đầu là người phụ nữ lúc sáng có người không muốn ồn ào thì đi về còn ai mà hóng chuyện thì ở lại xem một lúc sau đám đông đã chật kín người người phụ nữ ấy bật loa hét lớn con trần thị ly ra ngay đừng để bà phải vào trong nhé đám đông ổ lên hướng về phía công ty tôi cùng mấy chị đồng nghiệp cũng ở lại để xem một lúc chờ không thấy ai ra thì ba bốn người ở nhóm kia chạy vào sồng sộc bảo vệ muốn ngăn nhưng không tài nào ngăn nổi ly bị lôi ra ngoài như một kẻ tội đồ cô ta lấy tay che mặt nhưng hoàn toàn không có ích gì cả mọi người đều đã nhìn rõ mặt rồi ly được đưa đến trước mặt người phụ nữ kia cô ta quỳ xuống đất chị chị ơi em xin chị hãy tha cho em tha cho cô thật nực cười sao lúc mày cặp kẻ với chồng tao mày vui vẻ lắm mà sao bây giờ lại sợ sệt khúm núm thế kia em em biết lỗi của mình rồi ạ xin chị hãy dụ lòng thương ha Tao lại phải rủ lòng thương với một người phụ nữ thất đức, mất dạy như mày hả?" Ly bị người phụ nữ ấy lôi lên, tát cho túi bụi, máu ở miệng phun ra. Chúng tôi ở bên cạnh chứng kiến mà run lên bần bật, đánh thế thì còn gì là mặt nữa. Ly khóc lóc ỉ ôi, cầu xin tha thứ. Càng nói Ly càng bị đánh mạnh hơn. Đến khi có công an đến, đám đông mới chịu giải tán cả Ly và người phụ nữ đều bị bắt về đồn. Nhưng tôi chú ý thấy người phụ nữ kia, cười mãn nguyện lắm, như thể chút bỏ được bực tức. Sự việc của Ly gây chấn động cả công ty. Cấp trên quyết định sa thải Ly vì không muốn mang tiếng xấu. Quá khứ của Ly cũng bị bóc mẽ. Hóa ra cô chỉ là kẻ chuyên đi cặp kẻ với những người đã có vợ. Ly vào được đây cũng là vì đã đút lót và bán thân cho những người ở trên tất cả mọi người đều sừng sốt. Niềm tin cũng vì thế mà sụp đổ. Hóa ra chẳng có thứ gì tốt lành ở đây cả. Cô gái xinh đẹp, thánh thiện hào phóng hóa ra chỉ là vỏ bọc. Mấy ngày sau đó, cả bộ phận của tôi cứ im lìm, mặt mũi ai cũng não hết ruột. Cho đến khi nghe tin chủ tịch sẽ ghé thăm thì ai nấy mới tỉnh táo trở lại, tập trung vào công việc và chuẩn bị đón tiếp một cách chu đáo. Chủ tịch đến nơi, ai cũng hồi hộp không ngừng ông chủ tịch tiến đến bàn nhung nhỏ nhẹ nói cháu gái làm thế đủ rồi ra ngoài nói chuyện với ông một lúc mọi người được phen bật ngửa quay về phía của nhung nhung im lặng cúi đầu chào mọi người rồi đi ra cùng chủ tịch bộ phận của tôi đang làm nên được gọi là bộ phận nhiều bí mật nhất trong một tuần thôi mà hàng loạt bí mật bị lật đẩy mà toàn là bí mật chấn động cả công ty nhung đi rồi ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt mồm há hốc bởi không ngờ một cô gái giản dị thế kia lại có ra thế khùng đến vậy và lời đồn chính là thật sau khi nhung gặp ông nội thì cô được ông tin tưởng giao cho chức giám đốc bộ phận nhung từ một nhân viên lên giám đốc ngay trong một đêm những người trước đây bắt nạt nhung bắt đầu thấy sợ hãi và lo lắng hôm nay nhung xuất hiện với bộ dạng khác hẳn trước kia Cô mặc áo vét vô cùng quyền lực và sang trọng. Chào mọi người, cảm ơn thời gian qua mọi người đã giúp đỡ em ạ. À. Vì theo mong muốn của ông nên em mới giả bộ là nhân viên mới để xem cách làm việc của mọi người. Mà nhờ thế, em đã phát hiện ra những người làm tốt và những kẻ siêng ăn nhác làm. Nay em sẽ thay đổi lại toàn bộ ở đây. Chị Hoa sẽ lên làm trợ lý, mong mọi người giúp đỡ chị ấy. Tôi bất ngờ trước thông tin ấy nhung nháy mắt với tôi rồi cười thật tươi chị vào phòng em nói chuyện tí nhé Ừ, chị chị vào ngay tôi vào phòng giám đốc đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn phòng này nên có cảm giác hơi rén chị ngồi ghế đi giờ chỉ còn hai chị em mình chị thoải mái đi ạ à. nhung sao em lại cho chị lên làm trợ lý vậy chị chị vì em biết là chị có năng lực nên mới tin tưởng chị. Chị cảm ơn em nha, chị sẽ cố gắng hết mình. Vâng, em tin chị làm được. Tôi và Nhung cười nói vui vẻ. Thân thiết. Mạnh thấy tôi trở nên có quyền hơn thì vui vẻ lắm. Hoa, tối mình đi ăn chúc mừng nhé. Vâng. Mà sao dạo này em rủ anh đi đâu? Anh cũng kêu bận là sao? À, anh đang có mấy việc cần làm ấy mà giờ anh xong rồi việc gì sao anh không nói cho em biết việc còn con ấy mà em không cần quan tâm đâu mà tối nay ăn nướng hay lẩu anh dẫn em đi nghe đến đồ ăn thì tôi hết giận ngay nhanh chóng vui vẻ với anh liền em ăn món nướng nhất trí anh sẽ dẫn em đi nhiều lúc tôi nghĩ mình có dễ tính quá không nhưng tôi yêu anh nên tôi sẽ tin tưởng anh tôi và mạnh đã có một buổi tối đầy lãng mạn bên nhau do lâu ngày không tiếp xúc nên chúng tôi bấy giờ như con thiêu thân lao vào nhau tôi mê đắm anh không thể rời sáng ra lúc tôi tỉnh dậy đã thấy anh nấu cho tôi một mâm cơm ngon lành tôi hạnh phúc không ngừng ôm anh từ phía sau nhẹ nhàng nói cảm ơn anh nha anh vất vả rồi ôi em dậy sớm thế ngủ thêm một lúc nữa đi hôm nay là cuối tuần mà nhưng mà để anh làm một mình vậy hả em cứ ngủ thêm đi anh muốn được cưng chiều em cơ lát nữa anh sẽ ép thêm cho em một nước cam nữa nhé vâng ạ à, tôi đã có một buổi sáng thật vui vẻ bên anh khi tôi đang dọn dẹp bếp anh đi vệ sinh thì điện thoại anh bỗng reo lên anh ơi có điện thoại ai đấy em số lạ ạ thế em nghe hộ anh với tôi cầm điện thoại lên để nghe thì một giọng nói quan thuộc vang đến anh mạnh ơi người ta nhớ anh tôi hoàn toàn choáng váng trước câu nói đó giọng nói ấy cũng chẳng hề xa lạ gì mà chính là của ly anh sao anh lại im lặng thế em mới thay số này anh lưu vào đi nhé mà hôm nay anh rảnh không mình đi giải khuây tí nhé tôi đứng không vững điện thoại trên tay cũng rơi xuống mạnh lúc này đi ra thấy thế thì sốt sắng hỏi hoa hoa em sao vậy tôi bấy giờ nước mắt đầm đìa nhìn anh ly ly anh với cô ta là gì của nhau ly nào hả em anh còn giả vờ ư à ý em là ly nhân viên công ty mình lúc trước đó hả ừ anh không hiểu ý của em chả phải cô ta đã nghỉ việc rồi hả cô ta vừa gọi cho anh đấy mạnh hốt hoảng nhanh chóng cầm điện thoại của mình lên nhìn vào số trên màn hình anh ta nhìn tôi mắt đỏ hoe hoa hoa cô ta đã nói gì với em ư anh đi mà hỏi cô ta ấy hoa anh thôi đừng nói gì cả tôi cần ở một mình. Tôi đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà anh. Cảm giác con tim mình như có cái gì cứa vào. Nó đang dỉ máu rất đau. Tôi ngồi gục ở ghế đá, mặc cho những dòng suy nghĩ quẩn quanh. Có lẽ Mạnh và Ly có một bí mật khủng khiếp đang giấu tôi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lấy điện thoại ra, gọi vào số khi nãy để hỏi rõ mọi việc. Alo, Ly phải không? Chị Nhung đây, chị nhung sao hôm nay chị lại có nhã ý gọi điện cho tôi vậy ly này cô rảnh không tôi muốn gặp cô một lúc gặp tôi ư chúng ta đâu có chuyện gì để nói với nhau tôi cũng nghĩ làm ở công ty rồi còn gì nữa hay chị muốn gặp tôi để bêu dếu và chỉ chiết tôi vậy cô suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy tôi không rảnh gặp cô vì ba chuyện tào lao ấy đâu thế có chuyện gì chị nói đi không cần gặp nhau đâu cô và mạnh là gì của nhau bạn tình cô cô ly bật cười thành tiếng chắc chị bất ngờ lắm nhỉ thật ra là tôi đã tán anh mạnh đấy lúc vào làm ở công ty khi được anh mạnh đào tạo tôi đã si mê và quyết tâm tán anh ấy cho bằng được hóa ra anh hùng nào cũng khó qua ải mỹ nhân mà nực cười nhỉ thế cô không biết mạnh đã có người yêu hơn một năm nay ư ha ha, tôi biết mà. Người yêu của anh Mạnh là chị Ma. Cô, cô biết rồi mà vẫn trơ chẽn vậy ư? Trơ chẽn ư? Tôi thấy bình thường à? Mà chính anh Mạnh đã tỏ tình và tặng tôi chiếc dây chuyền bằng vàng đấy. Cô, đúng là con hồ ly tinh mà. Ha ha, tất cả đều là tự nguyện mà. Tôi đâu có ép anh ấy. Với lại, lúc ở với tôi, anh ấy nói xấu chị nhiều lắm đấy tình cảm hai người vốn dĩ cũng chẳng mặn mà gì cho cam không có tôi thì cũng có người khác xen vào thôi cô cô nói dối chị nhung à chị bớt ngây thơ và tin người lại đi có ngày lại đau khổ vì tình đấy tôi tôi à mà hôm qua anh ấy mới gọi cho tôi chị mới được thăng chức phải không chúc mừng chị nhé ly tắt máy tôi cứ ngồi ở đó mà khóc nức nở hóa ra mạnh là tên đều cáng như vậy ư những lần tôi hẹn anh đi chơi thì đều có lý do cả thì ra là bận cặp kẻ với người khác đúng là tên đàn ông khốn nạn tôi ngồi bất động ở đó cơn mưa rơi xuống càng khiến cho tôi trở nên thảm hại hơn nước mắt của tôi hòa cùng nước mưa rồi rơi xuống đất thứ tình cảm mà tôi níu giữ cũng theo đó mà trôi xa lúc này thì mạnh ở đâu chạy đến quần áo ướt sũng hoa anh xin em hãy nghe anh giải thích anh anh bị nó gai anh lửa con nít lên ba hà tôi kinh tởm hoa em đừng nói vậy anh anh biết anh sai rồi chúng ta chia tay từ đây tôi mệt mỏi lắm rồi chúc anh được bên ly cả đời em yêu à xin em đừng nói vậy anh anh chỉ yêu ly qua đường mà thôi chứ loại con gái như cô ta anh anh không thèm anh nói không ngượng mồm hả không thèm mà rủ nhau đi nhà nghỉ hoa hoa à đừng gọi tên tôi nữa tôi sởn hết gái ốc đây này anh biến đi cho tôi nhờ mạnh quỳ xuống đất nắm lấy tay tôi không buông tôi ngán ngẩm nhìn anh rồi nói trong nước mắt hết rồi chúng ta kết thúc rồi tôi đẩy anh ra xa và chạy trong vô định tôi chạy chạy mãi chạy cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn nhìn bộ dạng của mình bây giờ tôi chỉ biết cười khổ sau sự việc ấy tôi xin công ty nghỉ phép một tuần rồi về quê với mẹ mẹ thấy tôi về thì mừng lắm chạy ra ôm chầm lấy tôi hoa wow, con về rồi đó ư vâng ạ à, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm mẹ cũng nhớ con lúc này ở trong nhà có tiếng ho sặc sụa phát ra tôi bất ngờ nhìn mẹ rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà trên chiếc giường có một người đàn ông đang nằm chân bị bó bột lại mẹ tôi cũng hớt hải chạy vào mẹ nhìn tôi bối rối như thế thì nhanh chóng giải thích cậu này hôm qua không hiểu vì sao lại nằm ngất ở trước cưa nhà ta mẹ thấy cậu ta đáng thương quá nên đưa vào nhà Trời ạ, à, mẹ đừng tốt quá, lỡ cậu ta là người xấu thì sao? Chào ôi, lúc đấy trời thì mưa to, chân cậu ta thì chảy máu. Mẹ thấy mà lo lắng không ngừng, có nghĩ gì nhiều đâu. Đưa vào nhà liền, con cũng biết mà, giúp người là giúp mình mà con. Nhưng mà à, mẹ ở một mình như vậy, lỡ người ta cướp của, giết người thì sao? Xã hội này đáng sợ lắm mẹ à. Con nhìn cậu ta thế kia, còn sức mà cướp được không? Với lại lúc thấy cậu ta, cậu ta vẫn còn ý thức, cứu kêu, "Mẹ, mẹ, cứu con." Mẹ nghe mà thương lắm. Đường nào cũng đã cứu rồi, thôi thì chờ cậu ta tỉnh lại rồi hỏi chuyện sau vậy. "Ừ, mà con ăn gì chưa? Sao về không báo trước cho mẹ một tiếng?" Mẹ chuẩn bị. "Dạ, con muốn tạo bất ngờ cho mẹ ạ." Thế con nghỉ ngơi đi. Mẹ đi chợ rồi nấu ăn nhé. Vâng ạ. À. Mẹ tôi đi chợ, tôi cũng phụ mẹ dọn dẹp lại nhà cửa và quét lại cái sân trước nhà. Có lẽ hôm qua mưa lớn quá nên cành cây bị gãy hết, lá thì rơi đầy sân. Khi tôi đang tập trung quét dọn thì bên trong vang lên tiếng hét thất thanh. Tôi vứt ngay cây trổi. rồi cuống quýt chạy vào nhà. Người đàn ông kia đã tỉnh. Cô hộ cô ơi sao sao tôi lại ở đây anh hỏi thế tôi biết trả lời sao giờ hôm qua anh ngất ở nhà tôi nên mẹ tôi cho anh vào đây nghỉ ngơi ôi tôi cảm ơn gia đình ạ à. không có cô với mẹ đây chắc tôi giờ này chết rồi mà sao anh lại ở ngất ở nhà tôi thế trời thì mưa to nữa thật ra hôm qua tôi nghe tin bố mất nên tức tốc bắt xe từ hà nội về ai ngờ đâu đến đoạn này Tên xe ôm nổi ý định xấu cướp tiền của tôi tôi hoảng quá nên đánh nhau với hắn hắn tông tôi bị thương rồi vứt ngoài đường tôi khó khăn lắm mới lết vào được đến nhà dân thấy nhà cô đang sáng đèn nên tôi muốn đến cầu cứu trời ơi đúng là khổ mà thế giờ anh thấy mình thế nào rồi tôi tôi thấy mình ổn hơn rồi trời ạ à, mà nhà anh ở đâu để tôi gọi người nhà đến đón về nhà tôi có hai bố con à tôi làm ăn xa trên hà nội cả năm mới về một lần nay bố mất tôi tôi chẳng biết gọi ai cả tôi thở dài một hơi thật sâu trời ơi sao lại có người khổ như vậy cơ chứ mẹ tôi lúc này cũng hay vừa về tôi chạy ra kể cho mẹ hết sự tình mẹ nghe xong mà chẳng giấu được nổi xúc động cuộc đời này thật lắm trái ngang mẹ tôi bước vào nhà, nhìn người đàn ông phong mà thủ thị hỏi: cháu, cháu nhà ở đâu? cháu ở thôn Hải ạ. À. trời, cách đây gần 30 cây số đấy. cô ơi, cháu đội ơn cô đã giúp đỡ cháu, nhưng mà cô giúp cháu thêm một lần nữa được không ạ? À? cô cho cháu mượn tiền để cháu bắt xe về làm đám tang cho bố cháu với ạ. À. bố chỉ có cháu là con, chắc ông ấy đang mong ngóng cháu lắm. Người đàn ông khóc lớn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông khóc khổ sở đến vậy. Có lẽ nỗi đau tận cùng ấy đã khiến phong không còn mạnh mẽ được nữa. Mẹ tôi lấy trong túi ra đưa cho anh một tờ 500 nghìn. Cháu cầm lấy mà xoay sở nhé, để cô gọi xe cho cháu. Cháu, cháu đội ơn cô ạ. À. Cháu nhất định sẽ báo đáp cô. Chuyện báo đáp tính sau, cháu cứ an tâm mà lo cho bố đi nhé vâng ạ à. xe mẹ tôi gọi cũng đã đến là chú năm nhà hàng xóm nên yên tâm không bị nguy hiểm tôi phụ mẹ đưa phong lên xe trước khi đi anh rơm rớm nước mắt nói cháu sẽ quay lại ạ à. ừ cậu đi nhé chiếc xe lăn bánh tôi và mẹ nhìn nhau mà chẳng nói lời nào có lẽ cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình mà chẳng tài nào nói nổi Tôi vào trong nhà thì phát hiện anh ấy để quên một bức ảnh. Trong bức ảnh có một gia đình đang cười rất hạnh phúc. Có lẽ đó là gia đình của Phong Trăng. Nhìn kỹ hơn thì bất ngờ khi phát hiện ra người phụ nữ trong bức hình ấy rất giống cô Mai Anh, giám đốc công ty tôi. Rốt cuộc anh và cô ấy có mối quan hệ như thế nào? Quả thật, Phong luôn toát ra một vẻ rất bí ẩn và cuốn hút khiến tôi không ngừng tò mò và nghĩ đến. Một gia đình đầy đủ thành viên luôn là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Nhưng đâu phải ai cũng có may mắn như vậy. Bật giác, tôi nhìn lên bàn thờ bố. Giây phút này, tôi nhớ bố biết bao. Không biết trên đó, bố có nhớ tôi không? Hoa ơi, ra ăn nào con. Mẹ có nấu cháo thịt băm này. Vâng ạ. À. Tôi vào bếp thì thấy một nồi cháo to. Mẹ ơi! mẹ nấu gì mà nhiêu vậy ạ à? lúc nãy mẹ có nấu cháo trước rồi mới đi chợ mua thịt mẹ tính nấu cho cậu ấy ăn nữa ấy mà ai ngờ cậu ấy đi nhanh vậy đúng là cuộc đời mà mình thấy mình khổ nhưng hóa ra còn nhiều người khổ hơn không biết anh ấy có ổn không nữa cầu trời cho anh ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua tôi ăn nhưng không tài nào nuốt nổi có lẽ tâm trạng tôi lúc này không còn thiết tha ăn nữa hoa ăn đi con sao lại ngồi thẫn thờ không ăn thế kia mẹ ơi con buồn sao nói mẹ nghe nào chuyện về cậu phong kia hả không phải chuyện khác mẹ ạ à. nói mẹ nghe nào tôi nức nở kể về chuyện mình bị mạnh phản bội thế nào mẹ lặng người đi mẹ buông bát cháo xuống đến vỗ về lấy tôi con ngoan, mẹ thương, mẹ thương, thằng khốn đó không xứng đáng để con khóc lóc và đau khổ như vậy. Ngoài kia còn bao nhiêu người tốt cơ mà. Nhưng mà hắn là tình đầu của con, con cũng đã cho hắn tất cả những gì con có. Hoa wow, tình đầu là tình dở dang mà con. Chẳng mấy ai mà có kết quả đẹp cả. Với lại, rồi mẹ tin con sẽ gặp được người yêu con bằng tấm chân tình mẹ mẹ ơi tôi cứ khóc trong vòng tay mẹ cho đến khi mệt lả người con yêu con khóc xong rồi phải không nếu rồi thì lên giường nằm ngủ một giấc nhé mẹ tin ngủ dậy con sẽ ổn thôi thật thật không hả mẹ tất nhiên là vậy rồi tôi lên giường nằm ngủ một giấc như mẹ tôi nói đến khi choàng tỉnh thì tôi thấy trời đã tối ở trong căn bếp bập bùng ánh lửa tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình quả thật khi tỉnh dậy tôi thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều lòng tôi nhẹ nhõm hẳn chuyện qua rồi hãy để nó qua đi hướng về tương lai tốt đẹp thôi nào mấy ngày ở nhà tôi được mẹ chăm sóc và yêu thương rất nhiều tôi như trở về ngày bé sống những ngày vô lo vô nghĩ đến ngày thứ năm ở nhà thì tôi và mẹ đều bất ngờ về sự xuất hiện của phong hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần âu rất chỉnh tề khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác hôm trước trên tay phong cầm theo một giỏ trái cây lớn môi nở nụ cười cháu chào cô ạ à? ôi phong đấy hả cháu vào nhà đi vâng phong khập khiễng bước vào nhà có lẽ vết thương hôm trước của anh vẫn còn đau lắm mẹ tôi nhìn Phong tươi cười nói. Chà, cô suýt không nhận ra cháu đấy nha. Hôm nay trông bảnh bao quá. Dạ, cháu đã lo xong xuôi việc ở nhà nên muốn đến thăm để cảm ơn cô ạ. À. Cháu đến là cô mừng rồi. Không cần quả cáp gì đâu. Cô ơi, cô là người cho cháu mạng sống thứ hai đó ạ. À. Cháu mang ơn cô cả đời. Mẹ tôi nghe vậy thì cảm động lắm. Mẹ tôi sùi sùi, cháu cứ sống thật vui vẻ và hạnh phúc là cô mừng rồi mà hôm trước cô cũng do dự lắm nhưng khi cháu thều thào gọi mẹ mẹ cứu con câu nói ấy như chạm vào trái tim cô vậy có lẽ đó cũng là một cái duyên đó cháu ạ à. có lẽ lúc cận kể cái chết nhất cháu lại nhớ đến mẹ mình đã rất lâu rồi cháu không được gặp mẹ rồi cháu và mẹ có chuyện gì sao hay là khi cháu lên năm tuổi mẹ đã rời bỏ cháu mà đi cô ạ à? trời ơi tội nghiệp cháu quá từ đó đến nay mẹ dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc đời cháu không một dấu vết cháu cháu đã khi nào có ý định tìm lại mẹ chưa cháu đã có ý định ấy nhưng rồi bố cháu đã ngăn cháu lại bố nói hãy để mẹ được sống cuộc đời của mẹ bố cháu có cho cháu biết lý do vì sao mẹ cháu lại bỏ đi không bố không nói gì hết có lẽ bố không còn muốn nhắc đến mẹ nữa từ khi cháu hiểu chuyện cháu thấy hận mẹ mình lắm tại sao mẹ lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con bé bỏng của mình cơ chứ mẹ đi rồi cháu sống những ngày tháng khổ sở bị người ta đàm tiếu dị nghị tuổi thơ cháu chỉ còn là những ngày lén bố khóc nức nở giữa đêm khuya vì nhớ mẹ mẹ tôi vỗ về phong tôi ở bên cạnh nước mắt cũng rưng rưng tại sao anh lại chịu nhiều thiệt thòi vậy cơ chứ cô nghĩ chắc chắn mẹ cháu có lý do khó nói nào đó chứ chẳng có người mẹ nào lại muốn xa con mình cả mang thai sinh con là cả quá trình khó khăn và vất vả có khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình nếu được cháu nên tìm kiếm và gặp mẹ một lần chỉ khi nào cháu hiểu được mọi chuyện thì cháu mới có thể nhẹ lòng được chứ cháu cứ sống trong thù hằn thế kia khổ lắm cháu à nhưng mà tại sao bao nhiêu năm qua bà ấy chưa từng đến thăm cháu cơ chứ cuộc sống này có nhiều khó khăn và vất vả người lớn sống cũng không dễ dàng gì nếu chính cháu đã có nhiều câu hỏi như vậy thì cháu biết mình phải làm gì rồi phải không cô ơi cháu cảm ơn cô đã cho cháu nhiều lời khuyên bổ ích như vậy ước gì, cháu cũng có được một người mẹ như cô." Mẹ tôi mỉm cười thật tươi nhìn Phong. "Có lẽ từ giây phút cứu Phong, mẹ tôi cũng đã xem anh là con của mình rồi." Lúc này có lẽ là thời điểm tốt nhất để tôi hỏi anh về những thắc mắc của mình. Tôi lấy ra bức ảnh cũ hôm trước trả lại cho Phong. Anh nhận lấy mà đôi tay run run. "Ôi, cảm ơn cô nhiều. Tôi cứ tưởng mình làm mất rồi cơ chứ." tôi tình cờ nhặt được ở trên giường nơi anh nằm hôm trước vâng may quá nhỉ tôi tôi chân quý tấm ảnh này lắm mà tôi có thể hỏi anh cái này được không được cô hỏi đi người phụ nữ trong bức hình này là mẹ của anh hả đúng rồi tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình thế giới này thật sự tròn đến vậy ư tại sao những người tôi từng gặp đều có mối liên hệ với nhau vậy tôi hỏi anh tiếp mẹ anh tên là lê mai anh đúng vậy sao cô lại biết tên mẹ tôi tôi có quen biết mẹ anh gì cơ cô không đùa tôi đấy chứ tất nhiên là không rồi cô mai anh là giám đốc của công ty mà tôi đang làm cô ấy khá nổi tiếng và được nhiều người mến mộ phong hoàn toàn bị sốc trước câu trả lời của tôi anh lắp bắp nói thật sự tình cờ đến vậy ư cô cô có số mẹ tôi không có chứ anh có muốn gặp mẹ không tôi gọi điện cho nhé phong lưỡng lự không trả lời có vẻ anh vẫn chưa thật sự tin vào điều ấy mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém bà nhìn tôi mà hỏi chuyện này trùng hợp đến vậy hả hoa dạ mẹ lúc này mẹ tôi nắm lấy tay phong mà thủ thì phong à cơ hội của cháu đến rồi hãy nắm bắt và thoát ra khỏi ám ảnh quá khứ đi nào cháu cháu đừng sợ hãi nút thắt cần có người gỡ và mẹ cháu là người gỡ nút thắt đó ra phong nhìn tôi giọng quả quyết tôi muốn gọi cho mẹ tôi vui vẻ nhìn anh rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi từng hồi chuông vang lên. Cả ba chúng tôi hồi hộp chờ người bắt máy. Alo! Giọng người phụ nữ vang lên. Cô có phải là cô Mai Anh, giám đốc công ty Sao Nam đúng không ạ? Đúng rồi. Cho hỏi cô là ai? Cháu là nhân viên của công ty ạ. Không biết cô có thời gian không ạ? Có người cần gặp cô ạ? Tôi hiện tại đang rảnh. Vâng. Thế cháu sẽ đưa máy cho Phong ạ. Phong anh cầm lấy điện thoại cả cơ thể toát mồ hôi có lẽ anh đang căng thẳng lắm mẹ mẹ ơi tiếng gọi mẹ thân thương vang lên đã hơn mười mấy năm nay phong chưa một lần được gọi như thế bên kia là tiếng khóc nức nở của cô mai anh cô nghẹn ngào gọi phong phong ơi giây phút ấy có lẽ là giây phút mà cả hai đã chờ đợi bao năm tiếng gọi ấy như chất chứa bao nỗi nhớ thương mẹ mẹ sống có tốt không mẹ mẹ ổn con à phong này con có giận mẹ không mẹ mẹ thật sự xin lỗi con con đã từng giận mẹ hận mẹ đến thấu tim gan nhưng dù thế nào đi nữa mẹ vẫn là mẹ con 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 không thể nào không thương và ngừng nhớ nhung mẹ được ôi con trai đáng thương của mẹ, bố con có còn uống rượu lè nhè và ham chơi nữa không? bố, bố mất rồi mẹ à? trời ơi, sao lại thành ra như thế? bố, bố mất mà chẳng kịp gặp ai cả, chết một cách cô độc và đáng thương. phòng ơi, con, con ổn không? con vẫn sống ổn, chỉ là con, con vẫn có một vướng mắc mà chẳng thể nào gỡ được. Mẹ, mẹ có thể giúp con không? Được, được con nói đi. Con muốn biết lý do tại sao năm đó mẹ lại rời bỏ bố và con mà không nói một lời. Cô Mai anh im lặng một lúc, điện thoại truyền đến tiếng khóc thảm thương và đau lòng. Phong à, đây là câu chuyện không nên nhắc lại. Nó chỉ mang đến những nỗi đau khó nguôi ngoai mà thôi. Mẹ ơi, con muốn được biết. Suốt mười mấy năm nay con cứ sống trong dằn vặt và khổ sở con con sắp không chịu nổi nữa rồi quá khứ hãy để nó qua đi nhưng nếu con muốn biết mẹ sẽ nói cho con nghe nhưng mà nghe xong con đừng oán hận ai nữa nhé vâng mẹ nói đi mẹ và bố quen nhau qua mai mối lúc yêu bố con rất hiền lành chất phác chăm chỉ nên mẹ mới lấy làm chồng nhưng lấy về rồi tính xấu của bố con dần bộc lộ ông ấy ham chơi không chịu làm ăn ngày mẹ sinh con già ông ấy không thèm vào thăm đến một lần lúc mẹ bị ốm bố con cũng chẳng thèm bận tâm cứ chạy theo đám bạn mà chơi bời những điều ấy từ từ tích tụ lại dần dần đã khiến mẹ không còn tin tưởng vào bố con nữa đỉnh điểm nhất có lẽ là sự việc ngày hôm đó mẹ mẹ nói đi con đang nghe mà chắc là con không biết mình có một đứa em nhỉ gì cơ đứa con tội nghiệp ấy vừa thành hình đã bị chính bố con giết chết lúc đó mẹ vừa phát hiện mình có thai đang hớn hở vui vẻ để báo tin thì bố con chơi bạc bị thua lỗ nên đi về ông ấy dồn bao nhiêu bực tức vào mẹ rồi máu chảy ra em con cũng theo đó mà biến mất trời ơi bố bố chưa từng kể cho con việc này kể làm gì cơ chứ quá khứ ấy đang được chôn vùi nhưng tại sao bao nhiêu năm qua mẹ chưa một lần về thăm con không lẽ mẹ giận bố mẹ muốn chôn vùi quá khứ đau khổ ấy rồi mẹ quên luôn con hay sao không mẹ chưa từng quên mẹ vẫn dõi theo con những năm con đi học mẹ luôn đồng hành cùng con với tư cách là một nhà hào tâm mẹ sợ khi gặp lại con mẹ không cầm lòng được mẹ lại làm xáo trộn cuộc sống của con mẹ xin lỗi con con trai bé bỏng của mẹ 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 ơi con con thương mẹ nhiều phong khóc nấc lên bà mai anh nói tiếp phong à nếu thương mẹ thì con hãy sống thật hạnh phúc nhé hãy tìm một người yêu thương con thật lòng và đối xử với vợ con thật tốt vâng ạ à. khi nào con rảnh thì mẹ con mình gặp nhau nhỉ mẹ rất tò mò về con trai của mẹ đấy dạ điện thoại tắt mọi vướng mắc cũng đã được tháo gỡ chỉ tiếc là một gia đình vốn dĩ sẽ hạnh phúc lại bị phá hỏng bởi một người chồng vô tâm phong vuốt ve tấm ảnh một cách cẩn thận rồi đặt gọn vào chiếc ví của mình hành động này của phong đã giúp tôi và mẹ hiểu thêm về chàng trai trước mặt chắc chắn cậu ấy là một người con hiếu thảo và yêu thương bố mẹ mình rất nhiều Cháu cảm ơn cô và em đã giúp cháu gặp được mẹ. Ân huệ này không biết bao giờ cháu mới báo đáp được. Báo đáp gì chứ? Không cần phải khách khí vậy đâu. Cô đã xem cháu như con cái trong nhà rồi. Cháu, cháu cảm động lắm ạ. À. Mà cháu đã ăn trưa? Ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé. Thế thì còn gì bằng nữa ạ. À? Tôi phụ mẹ nấu ăn, còn Phong đi lấy trái cây để gọt ra đĩa. Căn nhà bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ. Bữa cơm nóng hổi, ngon lành được bê ra. Chúng tôi trò chuyện với nhau đầy vui vẻ. Tôi cũng được nghe anh kể thêm về cuộc đời mình. Hóa ra, sau khi mẹ rời đi, bố Phong càng lâm vào cảnh rượu chè, bê tha hơn. Tài sản gia đình cũng bị tiêu tán gần hết. Anh giận bố nên lên Hà Nội đi làm rồi học nghề trên đó. Nay Phong đã trở thành một đầu bếp có tiếng trên kia thu nhập ổn định. Thế cháu đã từng nghĩ sẽ về quê làm việc chưa? Thật ra, cháu có ý định mở quán ạ. Giờ lên trên kia xin nghỉ rồi về đây luôn, chứ để nhà trống trải như vậy, bố cũng không ai hương khói. Cháu cảm thấy buồn lắm ạ. Ôi, thế hả? Được đấy nhỉ. Về đây mà kinh doanh cũng khấm khá đấy. Dạ. Khi nào ổn định cháu sẽ mời cô và em đến ăn ạ. Được, được. Buổi tối hôm nay, ba chúng tôi nói chuyện đến khuya, trước khi đi phòng lén đưa cho tôi chiếc phong bì. Hoa à, nhờ em cầm lấy đưa cho mẹ dùm anh với nha. Thật sự, anh rất cảm kích gia đình mình. Nhưng mà em không thể nhận được ạ. À. Em cứ cầm đi, đây là tấm lòng của anh. Em thay mặt mẹ nhận cho anh mừng. Thật ra, anh rất quý gia đình em. Nếu em không nhận thì anh sẽ không ghé nhà nữa đâu đấy nhưng mà à anh còn bao nhiêu việc cần dùng tiền khi nào ổn định rồi tính anh đi làm cũng lâu rồi tiền tích góp cũng có dư đây chỉ là một phần anh gửi trước vâng thế em nhận ạ anh cảm ơn nhé thế khi nào em lên trên thành phố làm đó rảnh thì mình gặp nhau dạ sang tuần em lên cho anh xin số điện thoại của em được không có gì anh liên lạc vâng ạ à. tôi cho anh số điện thoại của mình xong thì anh cũng đi về tôi nhìn bóng anh rời đi mà cảm thấy có chút không nỡ phong quả thật là con người có tình có nghĩa tôi vào nhà đưa phong bì cho mẹ mẹ ngạc nhiên vô cùng vội chạy ra trả lại cho phong nhưng anh đã đi từ lâu mẹ nhìn tôi rồi nói quả là một chàng trai tốt vâng anh ấy thật khiến cho người ta cảm thấy quý mến mấy ngày sau tôi cũng nhanh chóng trở lại làm việc. Khi đến nơi thì không thấy Mạnh đâu nữa. Nghe mọi người nói là Mạnh đã xin nghỉ việc, ngay sau cái ngày tôi về quê. Nghe tin ấy, tôi sốc lắm. Tuy tôi có giận và ghét anh lắm, nhưng từ lúc vào làm đến giờ, tôi đã quen với sự có mặt của anh. Anh đi rồi, sao tôi lại thấy cảm thấy trống trải và buồn đến vậy? Từ lúc chập chứng vào công ty, anh luôn là người bên cạnh và bảo vệ tôi những ký ức tốt đẹp ấy cứ ùa về trong tâm trí tôi tôi nằm gục xuống bàn bật khóc mạnh à sao anh lại dại dột như vậy cơ chứ chỉ vì một ả hồ ly mà đánh mất đi tất cả ư tình yêu và sự nghiệp anh từng tự hào cũng theo mây trời chẳng tài nào nắm được cái giá của sự phản bội thật tàn nhẫn và chua chát có lẽ cuộc đời chỉ cần một lần thế thôi cũng khiến con người ta nhớ đến già mạnh nghỉ việc như thế chỗ trống trong tim tôi chắc hẳn còn lâu mới lấp đầy lại được ôi mối tình đầu đẹp đẽ và đầy mơ mộng nay chỉ còn là đau thương mục tiêu bây giờ của tôi là sẽ tập trung vào công việc và chăm sóc mẹ ở công ty nhờ có sự giúp đỡ của nhung và tinh thần cầu tiến tôi nhanh chóng thăng chức và ở trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất phong vẫn hay liên lạc với tôi Nghe anh kể về kế hoạch xây dựng nhà hàng, tôi ủng hộ và tin tưởng anh hết mực. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn để cho ai biết nên cứ im lặng trải qua một mình. Đến tối, tôi về phòng thì vô cùng bất ngờ. Phong đứng chờ tôi ở đó trên tay cầm bó hoa và chiếc bánh kem màu hồng rất xinh. Chúc mừng sinh nhật em nha. Chúc em tuổi mới ngày càng xinh đẹp, thành công hơn nữa. Em, em cảm ơn anh tôi xúc động rơi nước mắt cảm giác có người nhớ đến sinh nhật mình thật hạnh phúc biết bao dù một tuổi hay hai mươi tuổi ba mươi tuổi đi chăng nữa thì sinh nhật cũng là một ngày rất trọng đại và ý nghĩa bởi ngày đó là ngày tôi đến với thế giới này mẹ tôi đã trải qua cơn thập tử nhất sinh đánh đổi tất cả để mang lại sự sống cho tôi tôi và phong thổi nến và cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật giây phút đó tôi cũng đã gọi cho mẹ để trò chuyện mẹ nhìn hai đứa tôi cười thật tươi rồi thủ thì hai đứa trông đẹp đôi lắm đấy nếu được thì cho mẹ ăn cưới nhé tôi đỏ hết mặt còn phong thì cười như được mùa có lẽ chúng tôi đã trao cho nhau tình yêu thầm lặng vì để cho tôi được thoải mái nên khi tổ chức sinh nhật xong phong đã dọn dẹp hết rồi mới đi về phong đi rồi tôi nhìn vào bó hoa anh tặng mà mỉm cười hạnh phúc anh chọn đúng loài hoa tôi thích loài hoa hướng dương vàng tươi, mang một ý nghĩa tích cực. Ở trên bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ. Tôi tò mò mở ra thì thấy dòng chữ. Anh yêu em. Hoa à. Anh sẽ luôn bên em và chờ cho đến khi em nhận lời. Phong thật tinh tế và nhẹ nhàng. Anh mang lại cho tôi cảm giác được yêu thương. Tình yêu có lẽ nên nhẹ nhàng. Dịu êm như thế. Đến lúc chín mùi chắc chắn sẽ thành đôi và trọn vẹn hôm nay, tôi có chuyến công tác ở Hà Nội. Khi đang bàn công việc với sếp, thì tôi nhận được cuộc gọi khẩn từ mẹ. Con, con ơi, mẹ, mẹ đau ngực lắm. Nói xong thì điện thoại tắt ngúm. Tôi lo lắng không ngừng, gọi ngay cho Phong. Anh ơi, mẹ, mẹ em bị ngất ở nhà. Anh qua xem dùm em với. Em ở Hà Nội không? Không về kịp được em yên tâm mà giải quyết công việc cho xong đi để đó anh lo cho em em cảm ơn đừng nói như vậy chúng ta là người một nhà mà nghe đến đây tôi đã chắc chắn mình đã yêu đúng người tôi lấy tinh thần rồi giải quyết công việc nhanh nhất để về quê ngồi trên máy bay mà tâm trạng tôi cứ bất an không ngừng không biết ở nhà mẹ sao rồi phong có biết cách để chăm sóc mẹ không hơn một giờ sáng tôi xuống sân bay. Cơn gió lạnh mùa đông thổi từng cơn rét buốt. Giữa khoảng không tối tăm, tôi cảm thấy sợ hãi không ngừng. Giờ này tôi biết tìm đâu xe để mà về cơ chứ. Tôi nước mắt chảy dài. Lúc này thật sự tôi cần có ai đó ở bên cạnh và san sẻ. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông. Là Phong. Tôi lập tức nghe máy. Anh Phong ơi, em xuống máy bay chưa? Rồi ạ. À mẹ em ổn chứ anh em yên tâm mẹ đã ổn định rồi may mắn là mẹ chỉ bị huyết áp cao nghỉ ngơi và uống thuốc là sẽ khỏe lại vâng em mừng quá mà em có mặc đủ ấm không đấy ở nhà đang lạnh lắm em mặc ấm lắm không lạnh chút nào thật không sao anh lại thấy em đứng co do thế kia ờ tôi phát hiện phía xa có người đi đến. Bóng dáng ấy không thể lẫn đi đâu được. Tôi chạy ảo đến ôm anh thật chặt. Anh vuốt ve mái tóc của tôi. Nhẹ nhàng nói. Đi máy bay mệt không em? Em hơi chóng mặt anh à? Thế xíu về nghỉ ngơi cho khỏe nha. Vâng. Nói đến đây, anh cởi chiếc áo khoác đang mặc ra đưa cho tôi. Giọng ân cần. Mặc vào đi em. Trời lạnh lắm nhưng anh thì sao anh cũng lạnh má không sao anh ổn có em là anh thấy ấm áp lắm rồi anh thật là biết cách chăm sóc người khác nha anh chỉ quan tâm mỗi em thôi thật không thật anh xin thề được rồi em tin mà sao anh lại biết em xuống giờ này mà đón với lại anh đi vậy mẹ em có sao không à thì trước khi em lên máy bay thì có gọi cho anh mà nên anh có canh thời gian đó. Còn mẹ giờ này đang ngủ ngon lành rồi. Sức khỏe cũng ổn định nên mai có thể về được. Thật hả anh? Em mừng quá. Tội cô gái của anh quá. Tất bật từ hôm qua đến giờ. Em không sao đâu. Người mệt là anh thì có. Thế giờ mình về nhà em. Vâng ạ. À. Giữa con đường tối tăm một chiếc xe đang đi về phía trước. Xe cứ đi đi mãi cho đến điểm dừng của hạnh phúc thì mới dừng lại. Mẹ được xuất viện. Tôi và Phong cũng quyết định tiến tới hôn nhân. Mẹ Phong cũng đã gặp lại anh và trao tặng anh món quà cưới giá trị. Cùng cái ôm ấm áp sau bao ngày xa cách. Sau tất cả, chúng tôi đã có một cái kết thật viên mãn. Khi tôi bước vào lễ đường, mẹ rưng rưng nước mắt mà dặn dò. Hoa à, mẹ chúc con trăm năm viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê vâng quý khán thính giả thân mến nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé hành động này tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi xin chân thành cảm ơn mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo